Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ vào bếp làm cái món là mì gói xào. Trên tay tôi cầm hai gói mì. Và gói mì thì trên đất nước Việt Nam mình, mọi miền, nông thôn, thành thị đều biết tới. Và nó rất giản dị và đơn giản. Nhưng hình thức chế biến của mỗi người mỗi khác. Thì sau đây tôi sẽ chế biến món mì xào như thế nào? Hình thức có độc đáo hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, chúng ta cùng vào bếp nhé. Quý vị và các bạn, ta sẽ bắt nước sôi lên ha. Vâng, đây là hai gói mì, hai mì gói. Và chuyển nước sôi và ra đi. Thêm nước của nó đây, cà chua, dưa leo, xà lách, hành, ngò. Hai quả trứng ốp la. Thì trứng ốp la này quý vị muốn chín hoặc là lồng đào tùy mọi người. Đây là tôi làm chín ha. Và ít lát chả lụa. Và hai tép tỏi nha quý vị, hai tép tỏi. Rồi chúng ta đặt tỏi sẵn đi ha. Vâng, mì tôm thì nhiều loại mì. Đó, cái mì gói này là rất nhiều loại. Thì chúng ta làm chọn những cái gói mì nào chúng ta thích, phù hợp thì chúng ta sẽ làm món mì xào ha. Nước sôi. Rồi chúng ta sẽ đổ nước sôi vào hai gói mì. Đổ nước sôi vào trong hai gói mì chờ khoảng 3 phút nha quý vị và các bạn. Rồi, chúng ta đậy nắp lại. Chờ trong khoảng 3 phút. Mì ra như đều đều nhé quý vị. Rồi chúng ta sẽ đổ mì ra nhé quý vị các bạn. Rồi chúng ta mì đã khô ha, chúng ta đổ vào tô nhé quý vị ha. Chúng ta sẽ thái cà chua ra ha quý vị. Chúng ta thái cà chua ra, thái cà chua tròn ra nhé, thái tròn ra từng lát tròn nhé các bạn. Đó, ta thái cà chua lát tròn này. Dưa leo cũng thế nhé,
ta cắt ra sạch ra đồng ha, ta cắt xéo ha. Đây là những gia vị chúng ta thêm vào cái gói mì xào ha. Gói mì xào rất dân dã ở đồng quê Việt Nam, ở nơi nào những dân lao động và những dân sang nghèo đều dùng được cái gói mì này. Và chế biến thì mỗi người chế biến một cách rất khác nhau. Và tôi đây là cái cách này là do tôi tự nghĩ suy nghĩ ra và chế biến thêm các gia vị của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo lên để đổ dầu vào cho nóng nha quý vị các bạn. Dầu sôi là chúng ta sẽ đổ dầu tỏi vào ha. Sẽ dầu sôi chúng ta sẽ bỏ tỏi vào. Tỏi hơi vàng một chút xíu nhé quý vị. Chúng ta sẽ đổ mì vàng trộn đều lên. Dưa leo, cà chua, hai gói mì, trụng nước sôi đã khô, hai cái trứng ấp la, ít chả và một ít nước tương đó. Và hành ngò, thêm xà lách. Chúng ta bỏ thêm một chút bột nêm nha quý vị, một chút thôi, một ít thôi, nó ngấm một chút bột nêm cho nó đậm đà một chút xíu ha. Chúng ta trộn đều lên, chúng ta trộn đều, tắt lửa trộn đều lên nha quý vị. Rồi quý vị ha, rồi mì đã chín và chúng ta là cái khâu trang trí lên dĩa nha quý vị và các bạn. Rồi, chúng ta sẽ trải cà chua xung quanh. Cà chua chúng ta đặt xung quanh nha quý vị. Cà chua chúng ta sẽ để đi xung quanh. Quý vị làm sao trang trí cho thấy nó đẹp mắt và thấy nó hấp dẫn
một gói mì đơn sơ mà rất là thú vị. Rồi chúng ta tiếp tục bỏ cả dưa leo. Vâng, dưa leo này. Cái hình thức trang trí là rất quan trọng, quý vị và các bạn. Hình thức trang trí là rất quan trọng với một món ăn. Dù món ăn đó đơn sơ như thế nào, chúng ta dọn ra bàn ăn mà trang trí rất đẹp mắt thì chúng ta ăn thật cảm thấy nó rất ngon. Rồi nha quý vị, chúng ta sẽ bỏ mì lên. Làm sao cho thật bắt mắt, cảm thấy thật ngon với hai gói mì trị giá chỉ có 3.000 bạc một gói, hai gói mì 6.000, thêm ít gia vị nữa chúng ta sẽ có một gói mì thật là ngon. Chúng ta sẽ hành chúng ta ngắt ngò cũng thế ha, chúng ta sẽ ngắt không cần sắt, ngắt và đây là nước tương, chén nước tương quý vị và các bạn. Vâng, chỉ hơn trong 10 phút quý vị đã có một món mì xào salad rất gì là ngon quý vị. Đây, rất là ok ha. Chúc cho quý vị mỗi ngày vào bếp với gia đình với những món ăn đơn giản nhưng đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Chúc cho quý vị và các bạn thật ngon miệng. Và quý vị xem thấy hay, nhớ ủng hộ kênh giúp tôi nhé. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.